Chào toàn thể các bác, hôm nay Shop Tuấn Lan lại xin giới thiệu các bác một mẫu lều ngụy trang dành cho các bác chuyên đi chim săn, bẫy chim cu gáy, đánh gà. Và các bác chuyên đi săn bắn đều được các bác nhé. Lều này thì nó cũng rất tiện lợi cho các bác đi rừng, có thể mình đi săn bắn đều được, đi bẫy con chim thì cũng được. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu hàng về rất là nhiều. Thì tôi xin giới thiệu các bác đây là hàng lều ngụy trang tự bung các bác nhé. Đấy, thì tôi xin giới thiệu và tôi cũng hướng dẫn các bác mở lều và gập lều luôn, để cho các bác tiện theo dõi và nắm bắt được cái kỹ thuật về cái chiếc cái lều này. Hay các bác nhìn kỹ video nhé. Đấy, lều tự bung. Đấy, màu thì dàn di, màu có cây khô, lá cây khô các bác nhé. Thì tôi xin lỗi các bác là đây là màu lá cây khô. Đấy, đây là cái mẫu lều 1 mét các bác nhé. Đấy, ba cửa sổ. Đấy, đây là nó thiết kế là đây nó có tấm lưới các bác nhé, lưới đen, các bác ngồi trong có thể nhìn ra rất là rõ và không sợ muỗi, muỗi dĩ thì nó không vào được. Đấy, đây, đây là cái cửa chính các bác nhé. Đấy, đây cửa chính thì các bác cái khóa nó thiết kế là rất là ok luôn, các bác ngồi trong các bác kéo cũng được, ngồi ngoài kéo cũng được. Đấy, đây là 1 mét, cao 1 mét các bác nhé. Ở dưới thì nó là vuông 90. Đấy, vuông 90. Đấy, đây là cái lẽ mẫu cửa sổ. Đấy, có 3 cửa sổ, 1 cửa chính. Đấy, dành cho các bác chuyên đi bẫy chim. Đấy, nó thiết kế rất là hợp lý luôn. Đấy, đây là cũng cửa sổ này. Đấy, thì shop cơ sở thì bán hàng rất là nhiều các mẫu loa đài điều khiển từ xa. Đấy, thì shop cũng hàng này thì hàng về rất là nhiều. Đấy, thì các bác mà quan tâm về cái mẫu lều này thì phải nói với các bác là shop bán đầy đủ luôn. Đấy, nếu mà các bác, đây là cái mẫu lều tôi chỉ giới thiệu sơ qua, nhiều cái mẫu video tôi đã hướng dẫn các bác rồi, thì hôm nay tôi cũng hướng dẫn các bác gặp luôn. Đấy, cao 1 mét và dưới thì rộng 90. Đấy, thì các bác rất dễ dàng, đây các bác đá chân này vào thì nó là như thế này. Đấy, thì đây lấy khóa kéo vào các bác nhé. Đấy, thì các bác gặp thì cũng đơn giản thôi, ấn đằng này cũng được mà đằng này cũng được các bác nhé. Đấy, thì đây các bác nhìn tôi một lần nhé. Đây, một chân các bác đá nhẫm vào đây. Đấy, tay bác giữ vào đây nhé. Thì chúng ta chỉ cần vặn 1.5 vòng là được. Đấy, đấy, đấy là ok. Đấy, thì gỗ đi cùng của nó này, đây là cái túi, đây là cái mình đã quấn lại rồi, thì đây là cái túi các bác nhá. Đấy, túi này thì nó gồm có là thêm đi cùng với nó là cái 3 ghim. Đấy, 3 ghim này thì các bác ghim đất thì nó chắc chắn, gió không sợ bay. Đấy, 4 ghim mình ghim xung quanh các bác nhé. Đấy, đấy đi vườn loại bằng inox luôn các bác nhé. Đấy, nên là để cho các bác mình ghim lại, gió máy nó đỡ bay. Lều này nó cũng rất nhẹ mà, nó mỏng. Đấy, đây là hãng lều 1 mét các bác nhé. Đấy, cao 1 mét và rộng 90. Thì phụ kiện đi cùng cũng nó chỉ có như vậy thôi, thì tôi xin giới thiệu các bác vậy. Đấy, thế là thế này là các bác là đã là xong một cái lều, nó cũng hướng các bác gặp rất dễ dàng. Đấy, thì một cái sản phẩm như này tôi thông báo luôn cho các bác về giá cả, thì shop đang bán với giá là 400.000 đã bao gồm cước phí về tận nhà cho các bác. Các bác được kiểm tra hàng trước khi gửi tiền cho nhân viên bưu điện. Đấy, thì shop rất mong là các bác sẽ quan tâm về sản phẩm thì cứ alo trực tiếp đến shop. Số điện thoại của shop thì luôn luôn để bên tiêu đề. Đây các bác,
số điện thoại của shop đây. Đấy, các bác cứ nhìn kỹ điện thoại, số điện thoại thì các bác alo trực tiếp tới thì sẽ gặp nhân viên thì gia đình nhà tôi. Đấy, thì rất mong là các bác xem video và sẽ đăng ký kênh, bấm vào quả chuông để các bác trực tiếp xem những cái video của shop. Và rất mong là các bác sẽ ủng hộ shop. Cũng rất mong là, cũng rất cảm ơn các bác đã ủng hộ shop trong thời gian qua. Vâng, xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp.